Đó, công tình học dược sĩ, ra làm cũng mấy năm trời xong bỏ nghề giờ chơi với cu không các bạn thấy chưa? Trời ơi. Ôi, xin chào anh em đam mê chim cu gái ha. Đây, hiện tại thì mình đang phơi lúa. Lúa phơi cũng khô rồi. Giờ mình đem vô đặng mình đóng hàng đi đặng mình gửi cho cái anh gì á, anh ưa vô cái kênh của mình anh hổm gửi nhắn tin nói này nói nọ xùm lum tới la mệt quá trời luôn. Anh nói mình bán ngũ cốc rồi giao toàn là lúa không à. Đó thì giờ vô mình đi phơi lúa nè, mình phơi lúa mình gửi cho anh. Ừ mà anh được em gửi cái lúa này không là anh may mắn rồi. Tại vì nhiều người người ta đặt lúa này không lắm. Đặt chỉ đặt toàn lúa này không à. Mẹ em không có làm. Tại em làm không kịp. Mà anh được em gửi lúa không là anh nói chung là anh may mắn rồi đó. Sao còn anh quay lại anh vô anh nói này nói nọ chỉ xin chỉ xéo nữa. Tại vì cái lúa này là cái lúa đã tẩm vitamin. Phơi khô. Đó. Chứ không phải là cái lúa thường lúa dài mà 6-7 ngàn một ký. Cái lúa này là lúa tròn mình mua không là 12 ngàn một ký rồi. Đó. Tẩm vitamin các loại vô đây. Rồi phơi một lần nữa. Phơi chứ không được gan nữa. Vitamin là gan là nó sẽ mất chất. Nó chỉ được thấm đều vô mấy cái hạt lúa này. Rồi xong mình phơi cho nó ráo nhẹ từ từ nó khô. Phải có công thức. Phải qua nhiều lần thử nghiệm khi nó tốt như thế nào mới tạo ra được. Gửi được đến được cho anh em. Đó. Chứ không phải đơn giản mấy cái hạt lúa ở ngoài tiệm mà mua về mà trộn vô đâu. Rồi thì clip này mình xin giải thích hết tất cả nguồn gốc của mình ha. Rồi mình làm chỉ lần duy nhất clip này thôi là mốt mình không có nói nữa. Nói tới nó lưu hoài mệt lắm. Rồi đây nè anh em. Đó, đây là bịch ngũ cốc của mình nè. Bịch ngũ cốc mà cái hành gì đó nói toàn là lúa không nè. Đó. Thì trước khi mua anh em cũng đều xem đều thấy hết trơn rồi. Chứ không lẽ mình không biết hàng sao mình đi mua. Đó. Vậy mà vô nói mình bán toàn lúa không, không biết lúa làm sao nữa. Đây để mình show hàng cho anh em xem ha. Ờ mà lúa không mà nhiều anh em mua lúa không mình làm không được nữa. Tại vì trộn không kịp. Còn rất nhiều anh em kêu mình là nó khỏi trộn mấy cái hạt này hạt còn nọ vô nó khỏi bỏ hạt kê khỏi bỏ này hạt nọ vô nữa. Tại vì chim ăn mấy hạt kia nhiều đó nó dễ bị tiêu chảy đường ruột đó. Đó. Đó vậy nè. Ừ. Bịch như vậy là 40k nè các bạn. Đó. Ha. Đó. Nói rồi các bạn xem mình lời cái gì, lời bao nhiêu trong này. Mà giờ vô tối ngày vô kiếm chuyện này nọ tùm lum hết các bạn ơi. Nói chung là lúc trước không buôn bán thì thôi, cái thứ buôn bán cái gặp nhiều anh em vô kiếm chuyện quá trời luôn à. Mà buôn bán cái gì các bạn? Cái này chủ yếu anh em xem kênh YouTube lâu rồi anh em cứ mình làm mình chia sẻ thôi chứ cái gì buôn bán gì cái gì cái này lời lớn gì cái thứ bao nhiêu đây. Đó. Mà nói mình này nọ tùm lum ta la nói lường gạt, ui tùm lum gì mệt chết luôn. Đó. Đó, biết bao nhiêu đây giờ lường gạt cái gì được lời bao nhiêu nha, mua có nói mua 3 ký cái gì đó mà đổ ra toàn lúa không đó. Nó rồi như đây nè 3 ký như đây lời được nhiêu tiền nè. Nó lường gạt, biết mình gạt giàu có gì ở đây trong đây nữa. Mà không biết có mua không đó, mà mua không lẽ không thấy cái hàng ta vậy rồi nó mấy hàng ta vậy rồi nó nói toàn lúa không. Mà lúa hồi nãy không phải lúa thường nữa chứ, lúa tẩm vitamin đó chứ. Bạn nghĩ xem vitamin nó bộ nó rẻ lắm hả? Đi ra ngoài mua thử mấy dĩa vitamin đi thì biết liền hả? Mấy cái vitamin càng bổ thì càng mắc tiền. Cái quan trọng là mình đừng có so bì cái đó, là mình hãy nhìn, mình hãy nhìn con chim mình nó ăn thức ăn nào và nó tốt, nó sung nó tốt cho mình cho nó và nó đi đường ruột đi phân này nọ tốt ha. Chứ không phải cái mà hạt này hạt nọ hạt kia nó mắc tiền rồi mua về cho nó ăn cả đống cả làng xong cái nó tiêu chảy cái nó bị đường ruột này nọ cái xong cái đi kiếm thuốc nó kiếm thuốc kiếm trị. Mình chơi nguyên cái đàn của mình là mình chơi cái gì mình cũng lựa,
mình lựa thức ăn đàng hoàng tốt đẹp mình mới làm nó, chứ không phải là mua ba cái bừa cái bãi hàng chợ hàng này nọ hàng gì đó rồi bán lại cho anh em kiếm lời. Đây này hai các bạn, mình thích ăn mình cho chim mình ăn nó phải đi phân như thế này đó, thấy không, đi phân khô và lõn đó là sinh sản nè, chim sinh sản đó, chim sinh sản phải đi phân như vậy nè đó. Đó, vậy định trong người nó mới tốt, nó khỏe. Xuống con. Đó. Thúc suốt luôn á. Thúc máy. Đâu rồi, đây nè. Đó. Đóng giờ đó, đi phân các bạn thấy chưa. Nó như vậy con chim nè, con chim nè. Thấy bóng được không? Chim này lúc trước mình mua về nó cầu tọc lắm. Đó. Mình mua của anh sửa xe á, mua của anh Giang sửa xe bên Trà Vinh á đó. Đó bạn, bây giờ thấy bấm được không, đó nó mới ị một phân nè, đó đó này ị phân vậy đó, nó vậy nó mới khỏe trong người, nó trong mình trong mảy nó nè. Chơi gì cắn thôi, cắn nè đó, trùng không à, nó những hạt phân đó các bạn thấy đi không, nó lúc nào nó cũng phải nó phải khô và nó ấy vậy đó, khô mà cũng phải khô quá, nó kiểu khô mà nó có màng màng trắng trắng nhớt nhớt này nọ mềm á đó. Đó rồi xong cái nó gáo nó khô lại đó, vậy đó chim nó mới khỏe, cu mới khỏe chứ. Thì chủ yếu mình làm thức ăn này chỉ chia sẻ cho mấy anh em xem kênh của mình với mấy anh em thân thiết của mình đó, với mấy anh em đã sử dụng rồi đó, rồi giao lưu với mấy anh em gần xa nữa đó. Thì mình ví dụ mình có cái này thì mình chia sẻ với anh em, rồi anh em có khác thì mình chia sẻ lại mấy cùng nhau để bộ môn con ấy này nó ngày càng phát triển và lành mạnh đó. Mình chơi cái bộ môn này là quân tử thì mình phải thể hiện một cái bản chất của một người quân tử đó, cùng nhau kết nối anh em lại chứ cái gì đâu mà tối ngày vô kiếm chuyện đâm chọt này nọ không à. Đó, tối ngày vô kiếm chuyện này nọ đó, cái này nè các bạn 40.000 nè, bây giờ á cái tháng hạn mùa khô này nọ rồi nè, lúa nó lên mười mấy ngàn bắp nó cũng lên đó, rồi hạt này hạt nọ nói chung là tháng khô tháng hạn người ta trồng khó thì phải lên thôi, rồi giá cả thì vẫn lấy mấy anh em có 40.000 à, cứ vô kiếm chuyện mình suốt luôn, thật sự là nói chung là đuối và nản lắm rồi. Về công cán đi phơi tới phơi lui, rồi tiền bao mì đóng gói, rồi tiền đi ra ngoài bưu điện gửi, tiền xăng tiền cộ, các bạn nghĩ cái còn cái gì. Còn cái này nữa anh em, bịch thức ăn mình có 40.000 à, mà tiền ship ấy nó khi nó còn hơn, nó lên tới 46-52.000 một lần nó ship thì nó tính một lần của nó ship, chứ nó không có tính tiền cái hàng hóa của mình là bao nhiêu hết trơn á. Nó cân ký nó tính tiền à, chứ nó đâu biết, nó đâu có tính cái giá trị cái hàng hóa của mình trong đó. Và các bạn gửi phi gửi không cái quán quà gì thì nó cũng phải lấy phí thôi, chứ người ta không lấy phí, rồi tiền đâu người ta trả tiền nhân viên người ta, rồi nhân viên lấy cái tiền đâu mà nuôi vợ nuôi con người ta. Rồi các bạn chạy xe ôm các bạn có chạy không, không có lấy, không có lấy tiền người ta không. Thế giờ bạn mua hạt cây cỏ thái này nọ, mua mỗi thứ một thứ rồi các bạn tính coi một lần gì bao nhiêu tiền phí đó. Còn này mình gói gọn gom lại làm sẵn cho các bạn luôn, chỉ cần đổ cái này vô là cho ăn là thôi đó.
đổ một lần vô cho ăn rồi thôi, khỏi mất công cống lúa, cống kê, cống cỏ thái, cống này cống nọ tùm lum, rồi nó ăn mà nó ăn một thứ không rồi xong cái nó bị tiêu chảy đường ruột, cái bắt đầu đi kiếm thuốc trị nữa. Con này chỉ cần về đổ vô cho ăn là xong, cống này cống ngũ cốc, cống phán, cống nước là ok đó. Nó hớ ăn hết mình đổ vô tiếp nó, chứ còn để cống lúa, cống kê, cống thái, cống này cống nọ rồi nó ăn một thứ không rồi xong nó bị đường ruột, cái tốn tiền thuốc của con chim nó của mình nó yếu nữa. Thuốc trị đường ruột thì bắt buộc nó trị hết cái này nó sẽ bị cái kia, chứ không đã dùng thuốc rồi thì nó không có hoàn hảo đâu. Rồi các anh em mua hàng của mình thì các anh em có thấy không, tiền ship nhiều khi nó lấy 40 mấy ngàn mà mình trả bớt lại cho mấy anh em còn lại, ví dụ 46 ngàn trả bớt cho anh em còn 6 ngàn còn lại có 40, rồi 50 mấy mình trả bớt mấy ngàn còn lại có 45 nó, rồi mình bù mình bớt gì đó, rồi mình còn lại cái giống gì trong đó nữa. Mà ngũ cốc của mình bán thì mình show hàng lên rõ ràng, mình quay rõ ràng, mình chia sẻ rõ ràng luôn. Rồi bộ cái anh gì đó anh không thấy hay sao mà anh nói vô anh biêu ghéo mình, nói mình trồng lúa không à. Với phần mình nói cái này cho anh em nha, mấy anh em có đặt hàng của mình hay của ai gì cũng vậy, anh mấy anh em đừng có lên cái YouTube mấy anh em bình luận gõ mấy cái địa chỉ tên và số điện thoại trong đó đó, rồi mấy anh em đặt mua hàng, rồi những cái người khác á, người ta vô người ta thấy địa chỉ này nọ đó, rồi người ta gửi cho mấy anh em cái hàng tầm bậy tầm bạ, xong người ta lấy tiền mấy anh em, xong mấy anh em đừng để thừa tưởng là mình gửi nha. Mình bán cho mấy anh em là mấy anh em gọi trực tiếp hoặc nhắn tin Zalo mình mới gửi nha, chứ đừng có nhắn trên cái YouTube mà cho địa chỉ số điện thoại này nọ nó. Thường thường mấy anh em nhắn tin Zalo hay gọi trực tiếp mình mới dám gửi thôi, còn mấy anh em đừng có đưa địa chỉ hay tên tuổi số điện thoại trên đó. Rồi mình xin nói lại cho anh em là chưa hiểu nha, cái lúa là cái lúa vitamin nha, chứ không phải cái lúa thường nha đó. Còn mấy cái hạt này hạt nọ kia là mấy anh em biết giá hết rồi, 40 mấy 50 ngàn, 70 ngàn đó, trộn vô đặng cho nó có hạt này hạt kia cho nó thấy nó kích thích thôi, cho nó thấy nó phái thôi, chứ thật ra nó ăn ăn cái lúa của mình thôi là nó đã đủ rồi. Đó, công tình học dược sĩ, học dược sĩ ra làm cũng mấy năm trời xong bỏ nghề giờ chơi với cu không, các bạn thấy chưa. Thôi mình xin bye bye mấy anh em ở đây ha, chúc tất cả mọi người luôn được những phút giây vui vẻ nha, một gia đình hạnh phúc và một sức khỏe dồi dào. Bye bye, hẹn gặp lại để tiếp theo. Bye bye.